Vâng thưa bạn ơi, tôi vừa ra cửa là thấy anh Phùng Mạnh Dũng, một người đồng đội của tôi ở trong Việt Vision, dẫn tôi chờ tôi để chúng tôi đi xem bắn pháo hoa. Vâng. Hoàng cầu. Anh có nhìn được nét cái chỗ này không? Rất đông bà con. Anh có nhìn nét được cái này không? Nhìn. Nhưng mà cái nét của đẹp quá, mình hụt anh ạ. Đây, đây đẹp từ này tí nữa. Đấy, xuyên tỏi đấy. Đấy. Trước khi hết bao giờ họ bắn dập. Đấy, để thế. Ui, phải là. Để cái này. Ở giữa. Chưa. Trước khi loạt dồn dập các bạn nhé. Chuẩn bị dồn dập. À thấy thông báo bắn 15 phút mà. Cao rồi. Để đó. Để đó. Thế này cắt bớt. Đồng quá. Này pháo hoa tầm cao và xịt nhiều quá. Ăn được quả trần tim buồn. Ăn được quả trần tim buồn.
bay như lúc đầu vẫn phải cam là to. Ô, anh không có vào ấy rồi. Đúng đầu à? Ôi. Vẫn phải BKT đặt. Không BKT đâu kìa nào. Mà cao quá anh ạ. Hụt 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 nhiều ấy chứ. Mấy quả đẹp hụt quá. Cao. Cao hả? Ông lấy hết được bóng với dã man. Đừng ra đọc nhá, đọc ngoài điện thoại. Ông một góc ta lấy được bóng rồi. Rất là đặc điểm. Cào đi. Lương ơi, càng 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 năm nay tầm 63 tầm cao. Nhà xe vui. Ba lăm thì đẹp hơn. Kia đây, nước để thay cho chân ở trong. Đỡ đâu. Ở anh ở đây. Bắn 15 phút mà thường bắn 15 phút. Bị xịt có vẻ nhiều. Ui cháy rồi. Cao thế. Thế mà càng ngày càng cao. Bỏ mê. Trông cái hoảng quá. Mất củ ấy kiểu ơi, khá cao quá. Mấy quả đầu đẹp ụt. Điên mất cả người. Đấy, quả này con này. Quả là cháy rồi. Ôi giời ơi, em quay vào đúng cái màn hình của mình. Đúng là cái màn hình. Ôi à. Ngồi nhá. Quá. Đáng đẹp. Ủa, nhiều anh. Điệt thế. Hụt nhiều ấy chứ. Mấy quả đẹp hụt. Thank you.
xịt rồi, mới bảo là xịt rồi. Xịt liên tục. Bố ở nhà, bố ở nhà. Bảo đẹp này. Đấy. Bảo đẹp này. Quá. Ngon, quả này ngon.